Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số lên phiên bản 1.6.5, bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm công khai, minh bạch thêm thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình. Sau đây là 4 bước chi tiết hướng dẫn tra cứu thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên điện thoại. Bước 1. Thực hiện cài đặt hoặc cập nhật phiên bản mới nhất. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng VSSID. Lưu ý thì thông tin đăng nhập là mã số bảo hiểm xã hội của bạn. Trường hợp chưa có tài khoản, bạn chọn đăng ký mới để khởi tạo tài khoản nhé. Sau khi đã truy cập xong, hãy truy cập vào mục quản lý cá nhân. Bước 2. Sau khi vào mục quản lý cá nhân, bạn tiếp tục truy cập vào mục quá trình tham gia. Bước 3. Sau khi đã vào mục quá trình tham gia, hãy tiếp tục chọn mục bảo hiểm xã hội như màn hình. Tại đây sẽ thể hiện tổng thời gian bảo hiểm xã hội và thời gian chưa đóng như màn hình. Bạn nhấp vào chi tiết để biết thời gian chưa được đóng bảo hiểm xã hội của mình. Bước 4. Ngoài ra, ứng dụng mới còn có tính năng thông báo chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được ứng dụng gửi thông báo vào ngày 10 hàng tháng. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn gặp khó khăn trong thao tác.